Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ do ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai về tình hình hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022 trên địa bàn huyện. Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo làm tốt công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được triển khai sâu rộng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở duy trì hoạt động tốt. 9 tháng đã xây dựng được 381 chương trình phát thanh, thực hiện hơn 1.608 tin bài, phát trên sóng đài huyện và 13 xã thị trấn, kịp thời thông tin những sự kiện chính trị thời sự, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông Quỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đề nghị trong thời gian tới, huyện Thới Lai cần thực hiện tốt hơn nữa công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hoạt động báo chí, xuất bản tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông ở cơ sở chủ động tuyên truyền hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tăng cường công tác kiểm tra trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện.